NIA tin tức tiêu điểm trong tuần. Một lễ hội Great Charles Festival, nơi truyền tải các nét đẹp văn hóa tân thị dân. Dịch tả heo lợn châu Phi đã xuất hiện tại Việt Nam. Những ai vi phạm lệnh cấm đem thịt nếu không nộp phạt sẽ bị từ chối nhập cảnh vào Đài Loan. Du học sinh đến từ các quốc gia hướng Nam tăng 90% trong vòng 7 năm qua. Đạo diễn tân thị dân Nguyễn Kim Hồng giúp các phụ nữ ly hôn gạt đi nước mắt đắng cay. Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng đến với bản tin thời sự NIA. Quý vị thân mến, lễ hội Great Charles được tổ chức tại nhà hát kịch Gia Nghĩa. Chương trình còn đặc biệt mời bà Nguyễn Kim Hồng, người có thời gian dài quan tâm chăm sóc đến văn hóa giáo dục tân di dân, cùng hoạch định kế hoạch chương trình. Thông qua các hình thức như ca kịch, ẩm thực, bối cảnh nghệ thuật độc đáo, có thể truyền tải nét đẹp văn hóa tân di dân. Bà Nguyễn Kim Hồng trước đây cũng đã tổ chức chương trình Kho tàng văn hóa Việt Nam tại Gia Nghĩa, là chương trình mang đến cho tân di dân, lao động nhập cư và người dân bản địa Đài Loan không gian giao lưu văn hóa. Chương trình năm nay sẽ được diễn ra tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật quận Gia Nghĩa từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 3, ngày mùng 8 đến ngày mùng 10 tháng 3. Ngoài hàng trăm gian hàng hội chợ, còn có 7 suất biểu diễn kịch cho thanh thiếu niên, 6 ca sĩ tham gia chương trình biểu diễn, 9 bộ phim được trình chiếu, 50 nhóm biểu diễn quốc tế, 1 biểu diễn nghệ thuật ngoài trời đến từ Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Việt Nam phát sinh dịch tả heo lợn châu Phi, từ Việt Nam đem các sản phẩm có liên quan đến thịt vào Đài Loan sẽ bị phạt 20 vạn đài tệ. Người nước ngoài vi phạm không đóng phạt sẽ bị từ chối nhập cảnh vào Đài Loan. Trung tâm ứng biến tác hại dịch tả heo lợn châu Phi ngày 19 tháng 2 đã cho biết, theo Cục Thú y Việt Nam đã phát thông tin chính thức thông báo dịch tả heo lợn châu Phi đã phát sinh tại khu vực miền Bắc Việt Nam. Là nước thứ 3 tại châu Á xuất hiện dịch bệnh này, cũng là nước đầu tiên tại Đông Nam Á. Chiếu theo Điều 45 khoản 1 Luật Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên động vật và mức phạt tiền do Cục Kiểm dịch Động thực vật học công bố ngày 18 tháng 12 năm 2018. Kể từ 0 giờ ngày 20 tháng 2 năm 2019, các hành khách Việt Nam khi nhập cảnh vào Đài Loan, nếu bị phát hiện mang thịt, lần thứ nhất sẽ bị phạt 20 vạn đài tệ, lần thứ hai sẽ bị phạt 100 vạn đài tệ, áp dụng cho tất cả mọi đối tượng. Riêng người nước ngoài vi phạm nếu không đóng mức phạt trên sẽ bị từ chối nhập cảnh vào Đài Loan. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.